Lô anh em, hôm nay thì Minh Châu gom một ít hàng trưng bày ở cửa hàng này, tiếp tục sale cho anh em mình ha. Đó, cứ Minh Châu là thường xuyên hàng tuần là cứ sale những cái hàng trưng bày giảm mấy chục phần trăm cho anh em mình, ai có nhu cầu thì ủng hộ sử dụng nha anh em. Đây, bàn cắt gạch này, bàn cắt gạch thì nó có một xíu rỉ rỉ ở đây này. Nó không phải là rỉ nhưng mà nó có hạt hạt ở đây anh em ha, có một tí thôi. Nhưng mà nó là gang cho nên nó có một tí hạt ha. Anh em mình xài những cái bàn như thế này bình thường nó là 1.950.000 nha anh em. Nhưng mà hôm nay là cùng sale rẻ cho anh em này, 1.690.000 nha anh em. Đó, vừa rồi Minh Châu sale nguyên một lô luôn. Quá trời, cũng được anh em ủng hộ rất là nhiều này ha. 1.700.000 bây giờ 1.690.000. Nói chung là bớt cho anh em một gói thuốc lá để cho vui thôi chứ ha. Đó, con này là bao cho anh em chất lượng nha. Bàn là 12 kg trên 12 kg này ha. Đó, thước này anh em thấy này ha, thước để anh em canh cắt này, chia góc, cắt góc thoải mái luôn anh em. Máy thì được kèm theo chúng ta là 3 mũi của Ryobi nhá, Ryobi TTP. Dòng này thì anh em thấy này, nó có rạch một đường ở giữa này để cho mình có thể canh tâm để mình cắt bẻ, ok lắm anh em ha. Có kèm theo đầy đủ cần bẻ và bát chẳng có đầy đủ luôn ha. Này, hai miếng đệm để mình bẻ gạch nó không bị mẹ bên trên ha. Đó, anh em cắt cực kỳ ngọt. Nếu anh em tìm hiểu thêm về dòng này, anh em có thể vào YouTube máy sừng Minh Châu tìm cắt bàn cắt gạch thì anh em có thể thấy là con này cắt cực kỳ ngọt, cắt ra một phân mà rừng rất là ngọt luôn anh em ha. 1.690.000. Đó, một cái duy nhất thôi anh em ạ. Ai có nhu cầu thì nhanh tay nha. Rồi, còn lô sau về là giá nó lên là em không biết trước ha. Riêng về bàn cắt gạch thì Minh Châu có rất là nhiều loại ha. Lâu lâu Minh Châu sẽ sale một số dòng trưng bày cho anh em mình sử dụng. Đây, còn cắt gỗ của Mai Tăng này anh em, cắt gỗ Mai Tăng này có kèm theo lưỡi cho anh em luôn ha. Điện 220V 50Hz, công suất 900W này, tốc độ là 4.700 vòng trên một phút, ok ha. Ngon, ruột đồng mâm má là bằng kim loại này hết này ha, bằng kim loại, có giá đỡ cho anh em mình sử dụng rất là an toàn luôn. Chia đồ 45 đồ này ha, có cự kiết đầy đủ cho anh em luôn. Đó, cắt gỗ của Mai Tăng thì anh em mình xài trong gia đình hoặc công trình nhỏ mình cắt ván cốt pha cũng ok luôn. Rồi, 580.000 anh em sở hữu một máy như thế này ha, có đầy đủ, có lưỡi cho anh em luôn ha. Tiếp theo là máy mài 7 số của Hukan này anh em, mài 7 số này. Đó, chuẩn tốc 7 số anh em ạ. Chuẩn tốc 7 số nha. Công suất là 950W. Điện là 220V 50Hz. Tốc độ là 12.000 vòng trên một phút, sử dụng đá một tấc nha anh em. Có đầy đủ phụ kiện cho anh em, nguyên hộp nha. Đó, hơi dơ một tí thôi nhưng mà còn nguyên hộp cho anh em luôn ha. Mới 100%. Rồi, con này thì hôm nay sale rẻ cho anh em này, 410.000, 410.000 một con này nha. Giá quá bèo luôn anh em. Có đầy đủ khóa mở đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi, T-Max này anh em. T-Max là vừa rồi cái dòng này cũng được bà con anh em ủng hộ rất là nhiều này ha. Đây, đầu là đầu kim loại này anh em mình sử dụng mài ít đồ trong các công việc thì mài cắt là ok anh em. Công tắc đuôi nhá, êm ha, ngọt, ok. 350.000 nha anh em, 350.000 một cây. Đây, khoan săn lây này, săn lây thì có một số là dây thay rồi, có một số thì dây zin nha anh em, của săn lây hàng bại này. Có chỉnh tốc nha anh em. Đó, nhánh chầm có chỉnh tốc cho anh em mình luôn. Có khoang tường đầu 13mm, khoang tường khoang sắt đầy đủ, đạo chiều cho anh em luôn ha. Điện là 220V 50Hz, công suất là 600W anh em. Dòng này là hàng của Mỹ cho nên là xài rất là tuyệt vời luôn anh em, đầm cực kỳ ha, đầu 13mm. Rồi, con này sale rẻ cho anh em luôn, 570.000. Đây, con này cũng vậy luôn, cũng 570.000 này, sân lây nhá. Đó, máy mài, còn mấy con này thì ok lắm anh em ạ. Chắc chưa, nghe tiếng máy là đã luôn anh em. Đó, sân lây này, hàng chính hãng của sân lây nha anh em, 570.000 nhá. Cắt gỗ của Amat. Đây, những anh em mà làm các công trình lớn cần hoạt động liên tục, làm với cái mức độ làm việc là nhu cầu cao thì anh em mình sử dụng những con như thế này ha. Amat. Đó, ruột rất là lớn luôn. Đây, có tay cầm phù này,
Nó là chuyên dùng để anh em cày bừa các công trình lớn nha, cân các công trình lớn nha. Đó, có lưỡi liếc đầy đủ, có cự luôn, thương hiệu Amagon của Nhật này ha. Dòng này thì anh em mình thấy xài rất là chất luôn. Đó, phần mâm mít là làm bằng hợp kim nhôm, sơn từng điền ở bên ngoài rất là dày dặn luôn, chắc chắn cho một con máy này. Có lưỡi liếc cự đầy đủ, tay cầm có đầy đủ nè anh em thấy không, cầm rất là chắc chắn khi anh em mình làm việc luôn. Có nghiên 45 độ này. Đó, nghiên bằng cái trù như thế này anh em mình xài là nghiên liên tục, vẫn không phải cần phải sử dụng khóa mở đau tay ha. Cái này là cứ xoáy cục này là sử dụng thôi. Chắc chưa? Đó, nâng cao thấp này. Đây anh em. Có bát chằng để nâng cao thấp được cho anh em mình này. Đó, ok chưa? Một con máy như thế này có lưỡi liếc đầy đủ luôn. Hôm nay là sale rẻ cho anh chị em mình luôn. 880.000 ha. 880.000 có lưỡi nha. Đó, giá quá chất luôn. Test cho anh em nghe tiếng máy chứ quên. Con này thì điền 220V 50Hz, công suất 1200W anh em. Tốc độ là 4500 vòng trên 1 phút. Đã đó anh em, tiếng máy rất là ngọt luôn ha. Các lực cực kỳ ha. Đó, mài ký tát này. 260.000. 260.000 nha anh em. Ký tát 260.000, máy mài thì anh em mình có đầy đủ phụ kiện cho anh em nhé. Mài Osaka này. Osaka cho có trục tốc. Điện là 220V 50Hz, công suất là 850W anh em. Sử dụng đá một tấc nha. Điều tốc 6 số anh em, mình có thể làm các công việc mà cần đến điều tốc thì con này là ok chất anh em. Đó, của Osaka, công nghệ của Nhật này ha. Dòng này thì sale rẻ cho anh em luôn. 350.000 nha anh em. Thổi này, máy thổi của Makute anh em. Điện 220V, công suất là 800W anh em. Đó, con này thì thổi các công việc trong gia đình hoặc là công trình anh em làm đồ nhôm thì mình có thể sử dụng để khi mà hoàn thiện công việc đó thì mình có thể hút các cái kẽ cửa nhôm anh em, hút các cái bụi ở trong đó ra để mình bàn giao cho khách, rất là tuyệt vời luôn anh em. Con này hút được, thổi được nên là anh em rất là đa dạng luôn, sử dụng điện thì cực kỳ mạnh rồi anh em. Có điều tốc ở bên trên nhá. Anh em thấy chất cực kỳ ha. Đó, đang hút này, hút là cái mũi tên nó chỉ vô nhá. Anh em xoay sang đây là nó thổi này. Anh em thấy không? Mạnh cực kỳ ha. Đó, sale cho anh em mình luôn. 590.000 một con một. Ồ, mài Osaka này. Còn đây con nữa. Sale luôn nhá, 350.000. Đây. Mài thẳng này, mài khuôn này, anh em có thể làm các công việc như điêu khắc gỗ, khắc tường, làm các công việc mà mài cần một con mài này ha, mài đường ống thì con này là sử dụng rất là ok luôn. Điện là 220V 50Hz, công suất là 400W anh em. Sử dụng đầu khoan là 6 ly nhá. Đầu khoan nha anh em. Đầu khoan chứ không phải là đầu kẹp xiết nha. Nên là anh em mình khoan rất là tuyệt vời luôn. Anh em làm các công việc là kẹp mũi nào cũng được hết ha. Đó, sale rẻ cho anh em luôn. 550.000. 550.000 một con máy như thế này này. Có điều tốc nha anh em. Rồi. Mai Kitat đây cũng còn một con nữa này. 260.000 luôn anh em. Có đầy đủ phụ kiện cho anh em ha. Con này là điện 220V 50Hz, công suất là 900W anh em. Tiếng máy cũng rất là ngọt ấy. Có 260.000 nè. Con này thì 470.000, Makute này anh em, 470.000 nha. Rồi, thổi bùi của Kutan này. Mình sử dụng chân M thì anh em mình sử dụng rất là nhiều loại pin luôn ha. Chân M anh em có thể sử dụng, có ở nhà có khoang có mài thì mình sử dụng cái pin đó, sử dụng bỏ vào đây ha. Mình thổi thì con này là tuyệt vời luôn, 230.000. 230.000 một cái thân như thế này ha. Có đầy đủ ống ít đầy đủ cho anh em luôn, đa lót nha anh em. À, còn con tia thì 12 tia này. Đang tính kết thúc video nhưng mà còn con tia làm luôn cho anh em mình ha. Đây anh em, con tia này thì anh em mình vừa qua thì Minh Châu còn được hai ba con gì đó. 386 nha anh em, RB 386. Đây là dòng của Ruby anh em. Bên trên này, hộp anh em đừng những cái phụ kiện lặt vặt được này ha. Một cái thùng đồ nghề luôn anh em. Mình sau này mình có thể sử dụng cái thùng này để làm các công việc khác không được luôn ha. Có đầy đủ cho anh em mình này. Hai pin nha anh em. Hai pin này ha. Đó, hai pin, một cái khay pin tiểu này.
Chân đế có hết cho anh em luôn ha. Có cần nối để anh em mình làm việc ở cầu thang này, nghiêng góc, nghiêng thân này ha. Đó. Có đầy đủ luôn. Bóng led cực kỳ sáng luôn của Ruby này anh em ha. Đó, 12 tia nha anh em. Mình có thể làm trần, làm tường thạch cao, làm trần hoặc làm lát gạch, làm rất là ok luôn. Con này thì anh em thấy là bóng led cực kỳ sáng chưa? Đó, anh em thấy không? Sáng cực ha. Đây này, để xoay cái tia ngang cho anh em thấy này. Ok chưa? Tia ngang nha anh em, rất là sáng nha. Đó, tia ngang, tia đứng sáng cực kỳ luôn. Con này thì sale rẻ cho anh em luôn, 830.000 nha. 830.000 là một cái giá mà Minh Châu đã, vừa rồi thì Minh Châu sale là 990.000, hôm nay là sale 830.000, giá còn đeo hơn cả giá nhập của công ty nữa anh em ạ. Cho nên là hôm nay là con này là sale lộ luôn anh em. Còn một con chiên cho anh em nào làm nghề ha, xài mà ok thì mai mốt ủng hộ thêm cho Minh Châu nha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Anh em có nhu cầu thì mình có thể trực tiếp đến cửa hàng của Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng các số điện thoại bên trên màn hình nha. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.